tao nó nhảy dữ lắm. Thì trước đám cưới của em Liên á, tao nghe cái con nhỏ nó mấy giờ ấy nó dễ hiểu á, thế nó trẻ đứng trước sân khấu á, thì mỗi lần vỗ tay nó ra đứng vỗ tay cho nó chỉ từ người nè, nó chỉ từ người cái nó chơi nhạc nhạc rock á, đứng nó nhảy nó chỉ từ người nè, bảo lắm là nó bảo lắm. Đó, vỗ tay thế nào.